À, bạn nhá, một lần mình xin hướng dẫn các bạn cách làm và nó rất nhận được 500 triệu đồng token của USDO nhé, tương đương với 500 đô. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calamagap.net để các bạn lấy dữ liệu nhé. Bạn nhấp vào copy contract này, bạn quay sang ví 18 bắc hoặc với số đơn của các bạn nhé. Bạn import địa chỉ token là một ví dụ này ký hiệu đô la UFO được ép token nha, import token. Sau khi đã import được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net nha, để nhập vào nút get token để nhận token nha. Rồi các bạn nhập tìm tới phần này clam.net nha, các bạn mua thì nhập vào đây, các bạn clam nhập vào đây nha. Rồi chương trình clam.net sẽ kết thúc vào 19 ngày nữa, các bạn nhập vào chỗ này Calam Apple. Rồi, đây có cái lưu ví thì các bạn nhấp click vào collect cho cái lưu ví này. Ví ra là 0.00039, nhập qua pin để xác nhận nha. Rồi, cái tới trong token này thì một số thông tin về trong token này, số tổng cộng phát hành của nó là 1 triệu tỷ, đã có 5533 tài khoản hóa đơn, đã phát sinh 747 là giao dịch nha. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 500 triệu đồng token UFO. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Ngoài ra nếu bạn là chưa có tài khoản sao sẽ giao dịch Biden mà sẽ viết thêm một Zalo, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nha. Video sẽ được kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.